Đâu rồi ta? Doctor Khỏe đâu rồi? Doctor Khỏe ơi! Ủa, cà chua, em tìm Doctor Khỏe chi vậy? Em chào chị Vân Trang, em không thấy chị. Chị có thấy Doctor Khỏe đâu không? Em có chuyện gấp lắm. Có chuyện gì vậy? Nói cho chị nghe được không? Mấy bạn kia nói em là đồ chua ngoa. Em muốn hỏi Doctor Khỏe để biết à. Trời đất ơi, nhưng mà sao mấy bạn lại nói em như vậy? Mấy bạn nói cùng là cà, mà sao cà tím, cà rốt, thậm chí là cà phê, rồi cà ri nữa, chẳng có ai chua cả. Chỉ có mỗi mình em là cà, mà sao lại chua, đến độ bị đặt là cà chua luôn. Cái câu hỏi này khó quá, chị Vân Trang cũng không có trả lời được đâu. Chắc là phải hỏi Doctor Khỏe thôi. Ây chà, chuyện gì mà nhắc đến Doctor Khỏe vậy? Doctor Khỏe ơi, Doctor Khỏe cứu con đi. Tại sao con có tên là cà chua vậy? Thôi được rồi, để Doctor Khỏe giải thích cho con hiểu. Dạ, con cảm ơn Doctor Khỏe ạ. Ý mà khoan, để Vân Trang đoán thử nha Doctor Khỏe. Con nghĩ là những cái trái nào mà nhiều vitamin C, như là trái cam, trái bưởi, trái chanh, trái quýt hay là trái khế, nhiều vitamin C nên là nó sẽ chua. Chua cho nên sẽ được gọi là chua. Nhưng mà sao người ta không kêu là cam chua, bưởi chua, khế chua mà người ta lại đặt là cà chua? Những suy luận của dân trang rất là sai bét. Sai bét luôn? Nhưng mà sao lại là sai bét hả Doctor Khỏe? Đúng vậy, vị chua trong những loại quả là do lượng axit hữu cơ có trong trái cây chứ không phải do vitamin C. Vân Trang có biết trái khổ qua rất đắng và đâu có chua, nhưng lượng vitamin C có trong khổ qua rất là cao. Thì ra là như vậy. Vậy là do trong cơ thể con có nhiều axit hữu cơ hơn các bạn cà khác. Nhưng mà con có cái gì đặc biệt hơn các bạn khác để các bạn khác nể con không? Con được mọi người gọi là nhà máy dinh dưỡng, bởi con sản xuất ra những thành phần dinh dưỡng rất tốt cho con người. Nhưng Vân Trang có thường ăn cà chua không? Có chứ, Vân Trang rất là thích ăn cà chua. Cà chua làm sinh tố nè, cà chua làm nước ép nè. Ở nhà thì hay dầm cà chua ra ăn nữa. Cà chua rất là tốt cho sức khỏe, rất là tốt cho làn da. Đúng vậy, cà chua chín chứa rất nhiều vitamin A và C, nên tốt cho thị lực nè, giảm nguy cơ bị quáng gà hay đục thủy tinh thể. Mà phải là cà chua chín thì mới đúng là nhà máy dinh dưỡng à nha. Rất là chính xác. Con còn tốt cho xương nữa, phải không Doctor Khỏe? Ủa, nhưng mà sao cà chua biết là cà chua sẽ tốt cho xương khớp vậy? Vì em có nhiều vitamin C và cả vitamin K nữa, nên giúp giữ cho xương khỏe mạnh và chống loãng xương cho mọi người. Cà chua thật là lợi hại, cà chua biết nhiều quá đi. Chưa hết đâu nha. Em còn có thành phần chống viêm nên có thể làm giảm cơn đau mãn tính đó. Do đó, nếu uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ gây viêm nhất nữa. Đúng vậy, uống mỗi ngày một ly sinh tố cà chua, đó là giải pháp rất tốt, vừa ngon, vừa bổ và lại vừa khỏe. Như quý vị và các bạn thấy đó, cà chua có thể ăn sống, có thể làm nước ép uống hay là nấu canh đều rất là dễ ăn. Thành ra quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng bổ sung cà chua cho những bữa ăn hàng ngày của gia đình mình nha. Em còn nhiều công dụng lắm, quý vị nhớ đón xem chương trình để gặp lại em nhé. Giờ thì em, chị Vân Trang cùng Doctor Khỏe xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.